Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn thêm hai món ăn cho gia đình, một món canh và một món kho cho gia đình của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ làm món cá điêu hồng nấu canh chua và cá điêu hồng kho nha các bạn. Thì để làm hai món này, trước hết thì ở đây mình sử dụng cá, thì các bạn có thể sử dụng từ 1 đến 2 con thì cũng tùy theo cái thành viên gia đình mình đông hay ít, mình sử dụng nhiều hay ít cá ha. Ngoài cá ra thì ở đây là mình sử dụng rau để nấu canh chua. Thì mình sử dụng bông đu đủa, rồi cà, rồi cái bạc hà, đậu bắp, giá. Thì món đối với món cá nấu canh chua thì mình sẽ không có thể nào thiếu khóm nha các bạn. Khóm này sẽ nó sẽ làm cho cái giảm bớt mùi tanh của cá. Thì khóm thì mình đang gọt nên mình chưa có giới thiệu các bạn, hồi là mình sẽ cho vào khóm là do sao nha. Rau để nấu canh chua thì mình sử dụng tất cả các loại rau mùi. Thì các bạn có thể là mình sử dụng cái rau ngò, rau ôm, rau quế, còn gì, tất cả các rau mùi mà các bạn thích. Mình sử dụng thêm hành. Hành đây thì hồi mình sẽ sử dụng cộng và rót luôn. Thì mình sẽ sử dụng cái phần trắng này nè để mình làm cái mình ướp cá. Thường cá thì mình ướp hành này nó sẽ không có tanh nha. Rồi mình sử dụng cái hành, hôm nay mình nấu canh chua mình sẽ sử dụng hành để mình nấu canh chua. Ớt, gia vị nêm thì thường như các bạn thấy là mình sẽ nêm là muối, đường, nước mắm, hạt nêm. Thì tất cả các loại gia vị này thì mình sẽ chia ra hai phần, một phần nấu canh chua và một phần nêm. Thì thường nấu canh chua mình chủ yếu là cái đường và muối với cái độ chua là hành. Còn thường thì các bạn, có nhiều bạn mình thấy có bỏ hạt nêm hay là bột ngọt vô nữa. Tuy nhiên thì mình không có sử dụng những đó, mình nêm. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu là mình sẽ cắt cá ra rồi mình đi nấu nha các bạn. Cái phần cá này mình sẽ chia hai phần. Cái phần đầu mình nấu canh chua, cái phần đuôi thì mình sẽ kho. Để mình chia sẻ thêm các bạn, có những bạn nào mà chúng ta chưa biết cái cách làm cá thì mình sẽ nói sơ luôn nha. Cá sau khi các bạn, có những bạn thì ở ngoài mình đã nhờ người ta bán cá người ta làm luôn. Có những lúc thì mình sẽ mua cá về mình làm. Tuy nhiên mua khi mà làm nhờ thợ làm cá về, ở ngoài làm về á, thường hay cái bụng cá này nó dễ bị đắng lắm các bạn. Lý do là ngoài chợ á, người thợ đó làm, người ta không có làm kỹ như mình, người ta sẽ bóp cái cá này lên để người ta lấy cái phần bụng ở trong. Thì cái phần bụng ở trong đây á, thường là có một cái mật. Có một cái mật cá trong đây nè, nếu mà bóp vậy á, thì cái mật cá nó sẽ bị đắng. Thì đắng thì mình ăn nó không có được ngon. Thì các bạn có thể là có nhiều chỗ người ta sẽ làm cá rất là sạch, người ta sẽ không có bóp cái bụng, mà người ta ở đây là các bạn có thấy một đổ rúng của con cá nè, người ta sẽ lấy cái kéo và cắt cái phần cá này nè, phần ở bên dưới lên một khúc rồi móc ở trong cái ruột ra, thì nguyên cái ruột nó không có bể mật. Vì thế khi mà làm cá rồi á, các bạn làm sạch cá rồi các bạn về, ở bên trong nó cũng còn dơ. Thì mình nếu mà mình kỹ chút xíu nữa mình sẽ gạch cái phần bụng ở đây. Cái phần bụng đây mình móc toàn bộ sạch ra luôn. Thì trong bên trong con cá nó rất là sạch và nó không có bị đắng. Thế lúc trước mình chưa có biết bằng cá, thì mình mua toàn ngoài chợ về mà sao ăn ngay cái bụng nó bị đắng là lý do là nó dập cái mật. Sau này mình mới biết. Thì mình rút kinh nghiệm lại, mình kêu người ta mần đánh giải cho mình hết. Rồi để nguyên đó, không cần mổ bụng. Mình về mình làm thì nó sẽ, con cá nó sẽ không có bị đắng nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt cá ra làm hai phần ha. Phần mình nấu, một phần mình kho, một phần mình nấu canh chua. Sau là mình làm đoạn kế tiếp. Rồi sau khi mình rửa sạch cá rồi, ở đây là mình có thắng một ít nước màu là các bạn, màu mình thắng ha. Thì mình thắng ở đây mình cho một ít dầu vào thì cái đường nó không có bị lợi. Mình thắng mình để nó nguội rồi nó kẹo như thế này, hồi mình nấu lên thì nó tan ra.
thì nó không có bị lõi đường, cứng đường như đằng kia, như cái hơi mà không có bỏ đường. Thì bây giờ mình sẽ cho cá vào mình ướp trước nha. Mình cho trước tiên là cho cá vào trong đây. Rồi còn phải cái phần đầu hành trắng như mình nói nãy đó, thì mình sẽ lấy cái đầu phần trắng, hành trắng nè, một tí ớt mình đập dập nhuyễn ra. Bầm ra nha các bạn. Rồi ở đây sau đó thì mình sẽ cho cái hành trắng và ớt vào. Đường ở đây thì mình sẽ cho trước một muỗng cà phê đường, hạt nêm, một muỗng cà phê hạt nêm, nước mắm ngon, mình sẽ cho hai muỗng cơm á các bạn, nước mắm ngon vào trong đây. Ở đây mình cho hạt nêm với nước mắm, mình khỏi cho muối nha. Muối thì nó hơi mặn, chừng nào hồi mình nêm xong mình cho tiếp. Sau đó thì mình ướp cá ở đây khoảng chừng nửa tiếng hoặc là 15 phút là các bạn có thể mình đem đi kho được rồi đó. Rồi đây các bạn thấy là mình đã cho cái nồi nước lên, một nồi nước nó sôi lên rồi nè. Thì mình sẽ cho cá vào. Cho cá vào lúc mà nó hơi sôi già nha các bạn, nó sôi quá thì ngồi cá nó nín, nó không ngon. Thì giờ mình sẽ cho cá vào đây, mình cho một tí xíu muối vào trong đây luôn. Khóm này thì mình sẽ gọt ra nha, gọt ra xong rồi mình sẽ ướp đường chừng 5-10 phút gì cho cái khóm này nó thấm đường. Nó không có vị, nó ngọt khi mình nấu canh nó được ngon ha. Ở đây mình sẽ cho trước là đây là một muỗng cơm đường. Tại vì thường nấu canh chua theo kiểu miền Nam mình ăn á, người miền Nam thì mình sẽ cho đường vào. Mình ướp ở đây khoảng một muỗng cơm ha. Rồi ở đây khi cá đã chín rồi thì mình giờ sẽ vớt ra nha các bạn. Vớt cá ra. Rồi khi mình vớt cá ra ở đây thì mình sẽ cho nước mắm vào. Mình sẽ cho ở đây là một muỗng cơm nước mắm ngon. Chế lên cá để cho cá nó thấm luôn nha các bạn. Nước mắm ngon thì con cá này nó sẽ thơm. Rồi sau khi cho nước mắm ngon ở đây thì mình sẽ cho cái gạo thơm vô. Đựng con cá thì mình ướp như thế này, mình để như thế này cá nó thơm. Rồi nó nấu bỏ lên nó ăn nó thịt nó thơm. Rồi sau khi vớt cá ra thì ở đây mình bắt đầu mình nêm luôn nha. Mình trước tiên thì mình sẽ chưa cho rau vô mà mình sẽ cho cái nước hành. Mình nêm nếm vậy. Giống như mình nêm nếm trước vậy, mình cho khoảng đây là hai muỗng. Đây là mình sẽ dùng hơn 1 lít nước thì mình 1 lít nước mình sẽ cho 2 muỗng đầy nước hành. Hạnh như nãy thì mình cho hồi nãy là một muỗng đường. Mình cho khóm ở vô trong đây nè. Giờ mình cho luôn, mình ướp khoảng được khoảng 5-10 phút rồi mình sẽ cho khóm vào. Muối. Nãy mình có mình đang nấu cá, mình luộc cá, mình đã có cho muối vào rồi. Bây giờ mình sẽ cho khoảng nửa một muỗng cà phê muối vô thôi. Rồi bắt đầu đây là mình cho xong rồi, mình nêm luôn nha các bạn. Nêm nó vừa ăn luôn rồi là mình cho rau vô.
Rồi nãy mình cho một muỗng đường rồi giờ mình sẽ cho khoảng là một muỗng cơm đường nữa. Thì mình nói là theo như mình ăn kiểu người miền Nam thì mình sẽ cho đường vào trong đây. Ăn chua nó sẽ chua chua, nó ngọt ngọt nha các bạn. Rồi ở đây thì nãy mình cho nửa muỗng cà phê muối, là nửa muỗng cà phê muối bình thường. Giờ nó hơi lạc thì mình sẽ cho thêm nửa muỗng nữa nha. Mình sử dụng tổng cộng là mình sử dụng 2 muỗng cà phê muối hộp. Muối hộp cũng được mà muối bột cũng được, mà muối hộp nó càng ngon. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho rau vào trong đây luôn. Mình bỏ cái bạc hà này sôi lên là được ha. Bạc hà mình bỏ sau cùng nó sôi lên, nó chín, mình nhận cho nó sôi nữa. Lên lần nữa là nó chín đó. Rồi sau khi sôi lên là mình sẽ cho cá vào. Cho cá vào cho sôi lên lần nữa nha các bạn, tại vì cá này nó nóng mình ăn mới ngon. Rồi sau khi sôi lên lần nữa mình sẽ tắt bếp luôn ha. Trong khi đó thì mình sẽ tắt cái nồi cá lên, nồi cá kho này lên. Rồi ở đây sau khi mình kho nó chín lên nè các bạn, thì mình nêm nếm gia vị nha. Nêm nếm nó vừa ăn là được rồi ha. Như mình nãy mình ướp là mình thấy mình nêm là nó vừa ăn rồi. Mình sẽ để cho cái cá này nó cạn luôn nha. Làm xong cái món cơm ngày hôm nay rồi các bạn. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.